Thưa quý vị, mới đây thì hàng rào công viên thống nhất ở Hà Nội đã chính thức được gỡ bỏ để có thể kết nối với không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hồ Thiền Quang thuộc quận Hai Bà Trưng sắp được khai trương. Và điều này cho thấy việc quản lý không gian sinh hoạt công cộng trong đời sống đô thị theo tư duy rào chắn không còn phù hợp nữa và việc chuyển công viên từ công viên đóng sang mở không chỉ xóa bỏ rào cản, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với không gian công cộng hơn, mà còn góp phần phát huy được giá trị đích thực của không gian xanh, nâng chất lượng sống của người dân. Và để hiểu rõ hơn về nội dung này, thì chuyện tối nay ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện với kiến trúc sư Trần Huy Ánh. Dạ vâng, à, xin cảm ơn ông đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. À, có thể nói rằng là theo ghi nhận của phóng viên chương trình thì à, trong những ngày đầu tiên mà hàng rào của công viên Thống Nhất được gỡ bỏ thì đa phần người dân à, đều tỏ ra rất là háo hức trước một cái diện mạo mới của một công viên cũng đã rất lâu đời ở thủ đô rồi cũng như là họ có thể dễ dàng tiện lợi hơn cho cái việc di chuyển đi lại. À, và chúng tôi cũng được biết rằng là à, trong thời gian tới thì Hà Nội sẽ có dự định là sẽ gỡ bỏ toàn bộ những cái rào chắn của các công viên công cộng này. Vậy thì à, đầu tiên cũng có thể cho biết là ông nhìn nhận như thế nào về câu chuyện này không ạ? À? Uh, vâng giới uh, kiến trúc sư là rất là mong đợi cái tin này bởi vì đây cũng là một cái ước vọng của giới chuyên môn từ lâu rồi uh, công viên thì uh, ngay cái chữ là uh, công viên nó đã là cái vườn vườn chung rồi thì cho nên là cái vườn chung là ai cũng được vào vào mà tiếp cận tự do càng nhiều càng tốt thế còn cái cái việc rào lại công viên ấy thì đấy là những cái giải pháp tình thế thôi thế và uh, những cái mà mong mỏi đó của xã hội cũng như của giới chức đã được đáp ứng thì cái cũng là một cái tin mừng và cũng là một cái quá trình tất yếu của một đô thị mà khi công viên được mở cửa cho tất cả mọi người. Dạ vâng ạ, vậy thì ông có thể cho biết là khi mà những cái hàng rào chắn của các công viên được mở ra như vậy thì sẽ mang lại những cái lợi ích như thế nào, giá trị ra sao cho cuộc sống của người dân không ạ? Thứ nhất là cái công viên ấy mà được mở ra cho xã hội ý, thì cộng đồng xã hội là cảm thấy là 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 được cái quyền làm chủ. Bởi vì đúng là họ được tham gia vào một công viên mà không còn một rào cản nào nữa thì người ta có một cái cảm xúc rất rõ ràng là cái công viên này nó là là của mình. Uh, uh, trong cái quyền mà mình được tham gia uh, trong cái giới định của nó. Chứ còn không phải là công viên này là của mấy ông quản lý công viên. Đấy, công viên quản lý như vậy thì là nó sẽ làm cho con người ta tự tin hơn. Thế và cái ý thức của xã hội về cái tính tự giác cũng cao hơn. Tức là người ta cho phép được thực hiện các cái hoạt động mà mà được phép và cũng có ý thức là cũng không làm những cái việc mà không được phép bên cạnh đó là người ta tăng cường cái vai trò giám sát rằng cái công viên này là một phần của tôi cho nên là những người quản lý phải có trách nhiệm làm cho nó tốt hơn và cũng như là tôi cũng phải là tốt hơn trong cái công viên đó Vâng, có thể nói là người dân thì rất là vui rồi, cũng như là những người trong giới kiến trúc như ông cũng đã chia sẻ thì rất là vui với cái thông tin này. Và một cái vấn đề nữa mà chúng tôi cũng muốn bàn tới liên quan tới công tác quản lý. Và có nhiều người cho rằng là không thể quản lý những cái công viên công cộng theo cái lối tư duy đóng nữa mà chúng ta phải mở cửa ra và đảm bảo là vẫn quản lý được trong khi công viên đó là công viên công cộng và mở cửa hoàn toàn. Vậy thì không biết là ý kiến của ông như thế nào ạ? Ừ, tôi cho rằng là công viên thống nhất thì ngay ban đầu nó cũng không có rào nó chỉ là một cái hàng cây nhỏ ô dô thôi thế và tôi cũng ở đó cũng cũng quá nửa thế kỷ tôi cũng theo dõi là mới đầu thì cũng sơ sài thôi ờ, những cái rào gỗ rồi dần dần là những cái thanh bê tông thế và nó thực tế là cái rào lại là hết sức tình thế nó là một cái mà khi mà cái năng lượng quản lý quá kém thế mà có sợ là cái tệ nạn xã hội trong đó có nhiều cho nên phải rào lại thế vì cho nên là cái việc mà thành phố đã đã tiến hóa rất là nhiều điện đó bây giờ là rất sáng sủa camera mà giám sát thì cũng bình dân chứ không phải là một cái thiết bị gì gây gớm cả do vậy là lại kiệm thêm đó là cả một cái lực lượng đông đảo ở các cái, cái công an cũng có trật tự cũng có nhân viên của, của, của chính người quản lý công viên cũng có thì không có lý do gì để mà chúng ta dựa vào cái rào cản đó để mà yên tâm hơn về việc quản lý mà chúng ta phải thay đổi cái năng lực quản lý mô hình quản lý để làm sao cái hiệu quả quản lý nó tốt hơn chứ không phải là dựa vào tường rào bởi vì đôi khi nhờ cái tường rào đấy thì có thể là không phải được tốt hơn mà nhiều cái làm hoạt động của nó vi phạm còn nhiều hơn thay vì là bỏ ra tường rào vâng đúng như vừa chia sẻ tôi cũng thấy rằng là trên thực tế thì mặc dù là có hàng rào nhưng mà những cái tệ nạn thì vẫn có thể diễn ra đúng không ạ à, nó nằm ở vấn đề quản lý của chúng ta chứ không phải là do một cái hàng rào đó có thể ngăn chặn tất cả một cái vấn đề à, tuy nhiên thì cũng có nhiều người đưa ra một cái lo ngại rằng là nếu như mà tất cả những cái hàng rào của các công viên được mở ra như vậy thì một cái vấn đề là vấn đề trông xe của người dân khi mà tới công viên sẽ được thực hiện như thế nào cũng như là những cái khu đô thị lớn như là hà nội chẳng hạn thì liệu rằng có cái tình trạng mà người dân sẽ đi vào trong công viên để coi như đây là một cái lối đi tắt tránh những cái khung giờ cao điểm và được bị tắc đường hay không thì với những câu chuyện như vậy thì không biết là ý kiến của ông như thế nào ạ. Tôi cho rằng là cái việc chống xe ở trong những cái không gian công cộng thì cũng không phải là vấn đề lớn. Đây là một cái thí dụ rất cụ thể tức là cái khu Hoàn Kiếm ấy là có hàng vạn cư dân lên vào ngày cuối tuần nhưng mà không ai phải trở về vì không có chống xe cả. Vấn đề là chỗ là cái giá trông xe là như thế nào. Nếu như là một cái cái nơi mà được bố trí trông xe tốt thì cái giá hợp lý và người dân rất là thoải mái nhưng mà nếu mà hết rồi thì người dân cũng lại tự cung cấp cái chỗ trông xe với giá mà anh có thể chấp nhận được do vậy là chúng ta thấy rằng nếu mà kinh tế thị trường thì việc trông xe nếu mà nó là một ngành kinh tế cung cấp dịch vụ trông xe chứ không phải là phúc lợi trông xe thì rất đơn giản còn nếu ta nghĩ rằng là cái trông xe là cái việc đương nhiên phúc lợi xã hội phải đáp ứng ấy thì không phải công viên đâu mà cả thành phố chúng ta không bao giờ đủ chỗ trông xe cả chúng ta đang bỏ lỡ đi một cái nền kinh tế dịch vụ trong xe có thể hàng chục ngàn tỷ đồng một năm cho một thành phố này do vậy là nếu như là là lo lắng cái chuyện đó thì tôi nghĩ là cũng cần thiết nó là có cả một cái thay đổi về nhận thức mà chúng ta cung cấp dịch vụ trong xe tốt hơn và đúng mức hơn thì cả xã hội cũng sẽ cung cấp dịch vụ trong xe đáp ứng được tất cả thỏa mãn cái việc trong xe kể cả ô tô lẫn xe máy vậy thì còn câu chuyện liên quan đến việc là người dân sẽ đi vào cái khu vực này giống như là một cái con đường tắt thì sao ạ theo ông thì làm thế nào chúng ta có thể quản lý được? cái đấy thì rất là đơn giản bởi vì chúng ta biết rằng là là một cái con đường mà để cho không xe vào thì có gì là khó đâu những cái rào thấp mà mà so le nhau thì ngay trong trường đại học cũng thế thôi ở những cái trường mà người ta không cho xe cộ đi qua là có những cái gờ những cái rào vẫn đi bộ rất thoải mái đi và chia cắt không gian thì không có nhưng mà việc trông xe đến đó đi xe đến đó là phải dừng lại cho nên là những cái đấy là những cái nó gọi là những cái thiết bị đô thị mà quá dễ dàng khi mà thực hiện cái việc ngăn cản chuyện đó vâng chúng ta thấy rằng là các công viên lớn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đã thực hiện cái việc phá bỏ mọi cái rào cản từ rất là lâu rồi vậy thì ông có thể cho biết là Hà Nội của chúng ta có thể đúc rút được những kinh nghiệm như thế nào bởi vì rõ ràng thời gian vừa qua thì rất nhiều công viên ở Hà Nội đến thời điểm này vẫn còn có những cái rào chắn cũng như là vẫn còn cái hình thức thu phí đôi khi là bất hợp lý bởi vì rõ ràng công viên là của người dân và là công cộng đúng không ạ vậy thì theo ông thì Hà Nội có thể học hỏi những cái bài học kinh nghiệm như thế nào từ cái việc quản lý công viên ở thành phố Hồ Chí Minh vâng Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng bỏ rào nhiều rồi. Thế và chúng ta nhìn thấy ngay ở Thành phố Hồ Chí Minh mà nó cũng tác động ngay đến Hà Nội. Ngay một cái công viên như công viên thống nhất thôi, có một cái việc mà bán vé thôi mà một năm phải trả một tỷ rưỡi tiền lương. Trong cái đó là không đủ để mấy chục trả lương cho mấy mấy người bán vé. Như vậy là một cái bài toán phi kinh tế như thế sinh ra một bộ máy mà không đáp ứng nổi một bộ máy mà cũng làm cho làm phiền cái hoạt động của xã hội. Cho nên cái bài học đầu tiên là chúng ta là, là thay đổi về nhận thức thay đổi nhìn người ta làm được thì mình cũng làm theo và rõ ràng là con toán được 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 cởi mở uh, ngay lập tức ở công viên mà chính cái người quản lý công viên nói ra điều đó thế thì chúng ta cũng có rất nhiều công viên mở tôi nói thí dụ như là hồ gươm chẳng hạn nó là một công viên có sao đâu nhưng mà vẫn đảm bảo là hoạt động rất là tốt và cái việc mà mà an ninh trật tự ở đó uh, tất nhiên có chuyện này chuyện khác thế nhưng mà nó rõ ràng là không có uh, cái lực lượng lý thì cái hoạt động ở đó rất bình thường nếu như là các cái người lãnh đạo tại địa phương nếu như người đứng đầu cái cơ quan quản lý ở cái chính công viên đó người ta thấy được cái vai trò trách nhiệm của mình thì người ta sẽ có muôn vàn cái sáng tạo để mà công viên trở nên bình thường mà không cần phải rào chắn cũng như không cần cái người bán vé. Và sau câu chuyện liên quan đến việc là chúng ta gỡ bỏ cái rào chắn để có thể chuyển thành mô hình công viên đóng thành công viên mở thì một vấn đề nữa đó chính là chúng ta gọi là có thể hoạt động gì ở bên trong công viên đó bởi vì chúng ta không có thể không lãng phí cái không gian đó không ạ đúng không ạ chúng ta có rất nhiều những cách thức để có thể cung cấp các dịch vụ khác nhau vậy thì theo ông trong một không gian công viên như vậy chúng ta nên có những cái dịch vụ như thế nào để vừa thu hút người dân và vừa có một cái khoản kinh phí để chúng ta cũng đảm bảo rằng là duy trì cũng như là tu bổ công viên tôi cho rằng là công viên không tự nuôi sống công viên được công viên là phúc lợi của xã hội công viên là trách nhiệm của thành phố phải cung cấp cái dịch vụ đó cho cho người dân và người ta phải lấy những nguồn lợi từ bất động sản, lấy những nguồn lợi của hoạt động kinh tế khác chứ không phải lấy công viên để mà nuôi công viên được. Đó là đấy là trách nhiệm của thành phố cho nên là đừng lấy cái bài. Về bản chất là công viên cũng chưa bao giờ nuôi được cả công viên. Kể cả làm những cái hội trợ liên miên, kể cả làm những cái việc cho ô tô đỗ cho công viên, làm những cái việc mà kinh doanh trong công viên thì công viên cũng không bao giờ uh, đáp ứng đủ cái chi phí đấy. Đây là trách nhiệm về ngân sách của thành phố cung cấp cái, cái cái dịch vụ công cộng cho người dân. Thế còn cái việc sinh hoạt công viên thì rõ ràng cái vai trò đầu tiên là phải an toàn. Chúng ta thấy rằng là an toàn là quan trọng. An toàn đây là về an ninh trật tự, an toàn đây là không có tệ nạn xã hội, an toàn đây là cái không có xung đột. Trong các hoạt động trong công viên và công viên là rất nhiều các cái cái, cái tầng lớp công, công dân khác nhau được tham gia. Chúng ta phải giới định được chỗ nào để thanh niên hoạt động mạnh mẽ, chỗ nào là người già phải phải vừa phải, trẻ em thì phải, phải được bảo vệ ra làm sao thế thì chưa nói đến cái việc đeo bám chưa nói đến cái việc cả kinh doanh bừa bãi và uh, kể cả những cái việc mà đưa chó vào không rõ mõm chẳng hạn thì những cái đó là trách nhiệm người quản lý công viên là phải có phương án chứ không phải là vì đông quá mà không làm được nếu đông quá thì chúng ta có thấy rằng là nhiều công viên tư nhân đâu có phải là đông người ngay của park có thể là vài công bảo vệ đạp xe nhưng tất cả mọi chuyện đều rất êm thấm trong cái đó hàng chục người bảo vệ ở trong công viên thống nhất chó tường rào hẳn hoi chó vào đấy thoải mái ô tô đi vào cũng thoải mái, đỗ đấy hàng trăm chiếc, xe máy thì cửa nào cũng cũng phải hàng trăm chiếc, chưa nói là đi cả xe máy trong biến như vậy là chúng ta thấy rằng là trách nhiệm của người quản lý hưởng lương là phải chịu trách nhiệm đảm bảo các cái an toàn, thế sau đó là phải vệ sinh, đúng Những cái đấy là quan trọng dạ vâng chúng ta hy vọng rằng là sau khi mà các công viên được mở cửa hoàn toàn như vậy thì cái công tác quản lý cũng sẽ được triển khai một cách thật là tốt để mang lại một cái không gian an toàn cho người dân có thể không gian vui chơi chung đúng không ạ rất là cảm ơn cái chúc sư trần huy anh đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi và thưa quý vị tới đây chương trình tối nay cũng xin được khép lại cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.